Nhằm đẩy mạnh truyền thông về hiệp định RCEP, mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt báo chí chuyên đề về hiệp định RCEP, cơ hội và thách thức. Theo ông Lương Hoàng Thái, vụ trưởng vụ thương mại đa biên Bộ Công Thương, hiệp định RCEP là sáng kiến của ASEAN được bắt đầu đàm phán từ năm 2012. Việc kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định RCEP góp phần nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, việc ký kết hiệp định RCEP đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam và mang lại các lợi ích cả trong ngắn hạn cũng như dài hạn. Điển hình, hiệp định RCEP khi được 15 thành viên thực thi sẽ tạo nên một thị trường lớn với quy mô 2,2 tỷ người tiêu dùng, chiếm khoảng 30% dân số thế giới, với GDP 26,2 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 30% GDP toàn cầu và sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất trên thế giới. Với các cam kết về mở cửa thị trường trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hài hòa các quy tắc xuất xứ, hiệp định này sẽ tạo cơ hội để phát triển các chuỗi cung ứng mới trong khu vực, thiết lập thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài cho Việt Nam song hiệp định rcep cũng mang lại sức ép cạnh tranh hàng hóa cho việt nam do nhiều đối tác rcep có cơ cấu sản phẩm tương tự việt nam nhưng năng lực cạnh tranh hàm lượng giá trị gia tăng cũng cao hơn so với khả năng hiện tại của việt nam để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sớm tiếp cận và khai thác tối ưu những cơ hội thuận lợi mà hiệp định RCEP mang lại, Bộ Công Thương đã chuẩn bị lộ trình triển khai các kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến hiệp định đến các đơn vị, tổ chức có liên quan và các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Song về phía doanh nghiệp cũng như với các hiệp định FTA khác để khai thác triệt để lợi ích do hiệp định RCEP mang lại, việc đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam cần làm là nghiên cứu kỹ cam kết của hiệp định, nhất là các cam kết liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của mình.